nhân. Quyền gì? Cho là anh không được nói quyền của người khác, anh không được quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Tôi đi, tôi đứng vào công an à? Không có điện thoại đâu hết trơn. Bên bảo vệ là vô dân. Có điện thoại là bỏ vậy. Anh không có là anh đây, anh cho quyết định đi. Chúng ta cho lại theo luật pháp. Cái quân đội nhân dân Việt Nam họ, mình sẽ chết trên nữa. Mảnh đất đã hợp pháp, chúng tôi đã ở rất nhiều năm.
là Trương Thị Quý ở tỉnh Đồng Nai, huyện Trảng Bom, xã Bắc Sơn, ấp Sông Mây. Chính quyền địa phương bao che tham nhũng, góp đất, góp tài sản, góp gia đình của gia đình tôi hết rồi, đưa gia đình mẹ con tôi, vợ chồng con cái tôi phi tán để ra lòng đầy đường ở. Vậy tôi mong muốn được các nước ở mà nơi thế giới để quan tâm, để lên tiếng, để muốn gia đình tôi có nhà, có đất ở. Gia đình chúng tôi bị chính quyền cộng sản địa phương tỉnh Ninh Bình và đường dây tham nhũng bán tài nguyên cho Trung Quốc khai thác, chúng qua làm nhà, nay sản hết nhà cửa của chúng tôi, hủy hoại mọi tài sản, không đền bù thiệt hại cho chúng tôi, đồng thời còn cướp rừng, cướp đất của chúng tôi. Chúng tôi khiếu kiện 12 năm nay không nào giải quyết. Tôi là dân quan tỉnh Tiền Giang, yêu cầu chánh án tòa án tối cao Trương Hòa Bình đối thoại với bản án 103 của tòa án tỉnh Tiền Giang vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng dân sự, một bản án trái pháp luật vô đạo đức của tỉnh Tiền Giang. Tôi là Trương Thị Quang. Đang quay cái hình nhà con học ở bên đấy. Bên là nói lên. Bà con la lên. Tôi là Nguyễn Thị Thúy, tố cáo ông Nguyễn Xuân Phi và ông Trần Thắng Lợi, chủ tịch quận Ngô Quyền, chủ tịch ủy ban phường Đồng Tăng, đã lập ra trái luật trong 3 ngày cùng tuần để đẩy 20 hộ dân chúng tôi ra cảnh bàn trời chiếu đất, không nhà không cửa. Và có sự bao che của ông Trung An nước kia là 24 hộ cơ giả. Và bây giờ chúng tôi đã 3 hộ dân chúng tôi, nhà bà tôi là Nguyễn Thị Thúy, bà cô thì Lê Nguyễn, bà Lê Thị Vân đang giữ mảnh chân mảnh đất cũ, dựng lều giữ lại mảnh đất cũ và quyết tử bằng mình ra mình sang đến cùng để ông vực kia phá nhà một lần nữa của chúng tôi. Vâng, sáng nay thì đang trên đường, tôi đang đi trên cái lề đường ở ngay chỗ phố Hoàng Diệu á, thì tôi bị công an là bắt mọi rồi đưa lên xe chở về, nó có nói rằng là chở về trụ sở tiếp công dân, nhưng mà sau đó thì xe không có đưa về đó mà lại đưa về công an, đồn công an ở đồn công an số 6 đường Quang Trung, quận Hà Đông, là đưa về đây và làm việc với tôi. Thì cán bộ mà mời tôi làm việc á thì có nói với tôi như thế này: bây giờ là chị đến đây chị khiếu nại thì chị có những cái đề đạt gì theo cái đơn khiếu kiện của chị thì chị cứ nói để chúng tôi ghi, đó là cái quyền lợi của chị. Thì sau đó thì tôi nói rằng là tôi đến đây là vì tôi bị bắt bỏ tù ăn chay, là lý do là tôi bảo vệ nhà, bảo vệ cuộc sống mà tôi bị bắt nữa. Đó, tôi mất đất, mất nhà rồi tôi bị bắt tù ăn chay nữa, mà tôi khiếu kiện là con 6 năm rồi, từ cấp trung ương, từ cấp địa phương đến cấp trung ương, nhưng mà chưa có cách nào giải quyết cho tôi. Nó và hiện tại bây giờ là tôi ở ngoài này là coi như là hơn 5 tháng tôi chờ thủ tướng giải quyết, bởi vì đơn của tôi là đã được chuyển lên thủ tướng giải quyết, nhưng mà tôi chờ đợi nhưng mà đến nay cũng không giải quyết. Đó thì tôi có trình bày như vậy. Thì cái cán bộ mà làm việc với tôi nó hỏi tôi rằng là như vậy thì cái việc của chị Duy hồi lúc sáng nay là đúng hay sai, thì tôi có bảo rằng là tôi đã xác định với chú rằng tôi đi là đúng, tôi làm đúng đó. Vì sao bao cán bộ nó hỏi tôi là tại sao chị lại cho là đúng, thì tôi nói rằng là vì tôi đến nhà ông Nguyễn Sinh Hùng, bởi vì ông Nguyễn Sinh Hùng là người ký trong cái ban hành pháp luật, thì tại sao tôi đến trụ sở tiếp công dân. Và đơn của tôi đã gửi cho cán bộ văn phòng quốc hội vào ngày 1 tháng 7 2014, mà đến ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10 mà không có một cái sự trả lời hay là giải quyết đơn tôi như thế nào, hay là đơn tôi là đúng hay sai, và đơn của tôi được chuyển đến đâu. Mà nhiều lần tôi lên tôi gặp tôi hỏi cán bộ, nhưng mà cán bộ hoàn toàn là chối từ, tránh né, không trả lời với tôi và cũng không cho tôi một cái văn bản nào. Hôm nay tôi đến đây là tôi hỏi rằng là luật pháp ban hành có hiệu lực hay không? Tại sao mà luật pháp ban hành mà cán bộ làm việc không thực hiện theo quy định của pháp luật mà bắt chúng tôi phải quy định theo một luật, theo quy định của pháp luật, mà trong khi đó là luật cán bộ không thi hành theo quy định của pháp luật là như thế nào?
đó là tôi đã trình bày câu hỏi như vậy. Thì cán bộ đó có hỏi tôi á là như vậy thì theo nhận thức của bà thì bà nhận thức của bà đi như vậy thì đúng hay sai? Thì tôi có nói lại, tôi hỏi là chú hỏi sao tôi không có hiểu, chú nói kỹ lại. Cái nhận thức của bà, cái sự hiểu biết của bà như bà đi như vậy đúng hay sai? Tôi bảo rằng là tôi xác định với chú rằng là tôi đi khiếu kiện đúng pháp luật. Và tôi đi đúng chứ tôi không đi sai. Vì sao? Vì hỏi tôi tiếp hỏi rằng như này. Bà cho rằng nó như vậy thì sự việc là bà nghĩ như vậy thì như vậy, vì sao bà đi như vậy? Thì tôi nói rằng là vì cán bộ trụ sở tiếp công dân này làm không đúng quy định của pháp luật, cho nên tôi phải đến nhà ông Nguyễn Sinh Hùng để tôi hỏi rằng là ông Nguyễn Sinh Hùng đã ký trong luật như vậy thì luật pháp ban hành có hiệu lực hay không? Đó, thì tôi nói như vậy. Sau đó thì tôi ra về. Nhưng mà khi tôi ra về tới chỗ mà đường Hoàng Diệu là tôi đón xin đi về Hà Đông thì tôi bị mấy ông bắt tôi lên xe đưa tôi về đây. Đó, là như vậy. Như vậy thì sau đó thì cái chú cán bộ đó, chú tôi mới nói là chú làm việc với tôi thì chú cung cấp cho tôi một cái biên bản làm việc. Cái chú đó không cho. Chú nói rằng là không thể cung cấp cho tôi. Tôi nói lý do tại sao không cấp. Nếu chú không cung cấp cho tôi thì tôi sẽ không ký vào cái biên bản này. Vì cái biên bản này mà chú không cho tôi thì tôi không cấp. Nếu mà tôi ký vào mà chú không cho tôi là nốt chú ghi tầm bậy tầm bãi anh đó làm sao được. Thế chú cán bộ nói bà không ký thì thôi. Đó, bà nói như vậy. Bà không ký thì thôi. Bà ký không ký cũng được, không ký thì thôi. Sẽ có người ký vào để chính nhân chứng, để làm nhân chứng. Thì tôi nói với chú, mấy chú làm ăn vậy, mấy chú làm như vậy thì chú ép đặt người ta quá. Mấy chú làm sai, mấy chú ép đặt người ta. Rồi sau đó thì mới làm một cái hai cái biên bản vi phạm hành chính bắt tôi ký. Tôi cũng không ký, tôi nói là cái biên bản này chú tự nhiên chú cho tôi là vi phạm, tôi có làm gì đâu mà sai phạm. Tôi đang đi trên đường, mấy chú bắt tôi về, bây giờ mấy chú nói tôi rằng là tôi băng đôn, rồi tôi hô khẩu hiệu, rồi tôi gây rối trật tự công cộng. Tôi đang đi trên đường mà mấy chú nói tôi vậy thì không đúng. Cái đầu là mới nói tôi rằng là không việc gì bà không ký cũng được, không ký cũng được, sẽ có người khác ắt sẽ ký làm chứng. Nói như thế rồi bỏ đi ra ngoài, không nói năng gì hết. Và tôi ngồi tôi chờ, tới bây giờ tôi vẫn còn đang đứng ở trụ sở công an đây à. Đây nè, cô Nguyệt là bị công an bắt đánh đập trên xe lúc nứt xỉu trên xe. Đó, bà con nhìn thấy cô này. Dòm lên đi. Đó. Bắt công an mà đánh đập nhân quan là mấy ông nghĩ như thế nào? Đó, tàn nhẫn vô nhân đạo, không còn cái đạo đức của cái thằng công an nữa. Công an vô đạo đức. Công an mà đánh đập dân nè, nhà nước lấy tiền dân để nuôi công an, để công an đánh đập dân như thế này nè, nằm la liệt công an, dân này làm gì có tội lỗi. Toàn là đi ăn, bị bọn ăn cướp nên dân người ta mới nằm la liệt như thế này, mà ra còn đánh đập người ta nữa. Công an ngừng làm tay sai cho bọn cướp ngay đi. Đúng không? Tố cáo thì không giải quyết mà dân thì tắt nhà qua thì lại đem về trụ sở rồi bỏ đói. Bỏ đói đúng rồi. Công an ngừng làm tay sai cho bọn cướp ngay đi. Bây giờ bác lập biên bản còn ép dân ký. Lập biên bản ép dân ký. Lập biên bản ép dân ký vô. Tội gì? Dân ép dân ký không cho ra. Người ta tội gì? Xong rồi bắt đầu lấy phụ nữ mấy lần đầu đúng không? Lấy phụ nữ trong phường bắt người ta về đây nè, nằm la liệt đây nè. Để làm chứng. Ký vào văn bản để làm chứng. Xong rồi là lập biên bản là không phải công an, một toàn côn đồ. Vâng, nói thật ra là hôm nay là tôi đã nhận xét được là đúng ra là công an là cái trách nhiệm của công an là phải vì đất nước, bảo vệ cái quyền lợi người dân, vì dân. Nhưng mà hôm nay tôi thấy hoàn toàn trái ngược. Tôi rất là bức xúc, tôi có nói các vị hồi trưa này, các vị công an tôi nói rằng là từ hồi nào đến bây giờ chúng tôi là những người khiếu kiện rất là tin tưởng công an và dựa vào công an để mà công an giúp đỡ chúng tôi, vì công an làm việc là công an vì nước, vì nhân dân. Nhưng mà hôm nay thực tế tôi đã chứng kiến, tôi bức xúc, tôi khóc.
tôi chứng kiến là các vị làm trái ngược, các vị cố tình làm sai, áp đặt chúng tôi, ghét tội chúng tôi để mà xóa bỏ những sự việc mà chúng tôi đi khiếu nại tố cáo.